Ngày 3 tháng 2, cư dân mạng đang truyền tay nhau những hình ảnh được chụp lại từ một trang web phim 18+, trong đó có loạt ảnh được cho là cắt từ clip nhạy cảm của một nữ diễn viên Việt Nam nổi tiếng. Theo trang web này, nhân vật chính trong clip là nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Trang web này còn ghi rõ thông tin của Ninh Dương Lan Ngọc với đoạn giới thiệu dài. Loạt ảnh cắt ra từ clip nhạy cảm đang bị lan truyền nhanh chóng và thậm chí còn được giao bán bản copy. Thông tin trên trang web, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những cái tên đình đám nhất showbiz Việt năm nay. Sinh năm 1990, nữ diễn viên gốc Sài Thành này đã đóng nhiều loại nhân vật, bao gồm mỹ nhân và phản diện. Tôi là một con tắc kè hoa và không thể bị đóng khung vào bất kỳ một kiểu nhân vật nào, Lan Ngọc nói. Năm nay, Lan Ngọc góp mặt trong nhiều tác phẩm khác nhau, trong đó có Running Man Việt Nam, một chương trình truyền hình thực tế tập trung vào các trò chơi đã thành công ở Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi được tái sản xuất tại Việt Nam. Trong mỗi tập, dàn diễn viên và khách mời tham gia vào các trò chơi khác nhau do đội ngũ sản xuất tạo ra. Trong chương trình, Lan Ngọc thể hiện tính cách thông minh, thân thiện, thu hút được lượng fan mới từ khán giả. Ngoài ra, ống kính lia từ đầu xuống chân, thậm chí còn chú ý quay vào phần nhạy cảm của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng clip này đã được thực hiện cách đây rất lâu bởi Ninh Dương Lan Ngọc nay đã ốm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng đoạn clip và ảnh này là giả mạo nhằm hạ bệ nữ diễn viên, bởi hầu hết các khoảnh khắc lộ mặt của nhân vật chính đều bị làm mờ nên không thể nói chính xác điều gì. Đồng thời, ai cũng biết Ninh Dương Lan Ngọc vốn sở hữu một hình xăm ngang ngực. Nhưng đối chiếu lại, netizen phát hiện cô gái trong clip không hề có hình xăm nào ở vị trí này. Luôn luôn giữ hình ảnh của một ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt, Ninh Dương Lan Ngọc luôn xếp top đầu trong bảng xếp hạng nhan sắc và sức ảnh hưởng. Hiện Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chưa lên tiếng về những hình ảnh xuất hiện trên trang phim người lớn này. Vốn nổi tiếng là mỹ nhân xinh đẹp và thành công trong làng giải trí Việt, Ninh Dương Lan Ngọc được rất nhiều người yêu thích không chỉ tính cách hài hước mà nhan sắc ngày càng lên hương. Đặc biệt, với lợi thế thân hình đẹp cùng nhan sắc lên hương, Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt vàng được nhiều nhãn hàng chọn để làm đại diện thương hiệu. Luôn luôn xuất hiện xinh đẹp bất chấp ở mọi góc chụp, mặt mộc hay lúc trang điểm, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong sáng của mình. Là ngọc nữ nổi tiếng của Vbiz hiện nay, mặc dù vướng tin đồn hẹn hò và đính hôn với Chi Dân nhưng nữ diễn viên chưa một lần xác nhận. Ở tuổi 30, độ tuổi được xem là lý tưởng để lấy chồng thì mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc lại khiến fan một lần nữa phải chờ đợi mỏi mòn khi tiết lộ cột mốc số tuổi cô dự định sẽ kết hôn. Ở tuổi 30, gái già lắm chiêu hiện đang sở hữu cho mình hai căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ về không gian sống của mình. Hiện tại, nữ diễn viên không sống cùng gia đình mà ra ngoài tự lập. Dù công việc bận rộn, Lan Ngọc vẫn dành nhiều thời gian cho người thân. Ninh Dương Lan Ngọc và diễn viên hài La Thành từng hẹn hò 3-4 năm từ khi cả hai còn học trong trường sân khấu, nhưng rất ít xuất hiện bên nhau. Minh Luân công khai mối quan hệ với Lan Ngọc vào tháng 11 năm 2015. Diễn viên tâm sự anh yêu tính cách hồn nhiên, vô tư và thông minh của bạn gái. Khoảng tháng 4 năm 2018, nghi vấn Lan Ngọc hẹn hò Chi Dân bắt đầu rộ lên. Thời điểm đó, chính Minh Luân đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, thể hiện sự bức xúc. Anh cho biết khi ấy, tình cảm của cả hai chưa chấm dứt hoàn toàn. Về phía Lan Ngọc, cô luôn chọn cách im lặng trước những lùm xùm. Đến nay, cả Lan Ngọc và Chi Dân đều chưa một lần lên tiếng khẳng định tình cảm, dù thường xuyên đi cùng nhau, âm thầm ủng hộ nhau.